toàn thể quý vị an tọa và cổ vũ cho trận đấu. Vào lúc này, với dàn sao đẳng cấp có mặt ở trong đội hình, một diện mạo mới đã đến với Phù Đổng Ninh Bình. Và ngày hôm nay rất nhiều các cổ động viên đã đến với Ninh Bình Arena để tiếp lửa cho Hoàng Đức và những người đồng đội của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với đoàn ra quân của đội chủ nhà Phù Đổng Ninh Bình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ở trong khung thành đó chính là thủ môn Văn Lâm, bộ tứ hậu phòng ngự bao gồm có Thanh Thịnh, Hải Đức, Hữu Tuấn, Văn Hiếu. Tiền vệ sẽ bao gồm số 30 Đức Cường, Quốc Việt, Văn Thành, đội trưởng Hoàng Đức, Mạnh Ngọc Hà. Và chơi cao nhất trên thành tấn công đó chính là Đinh Thanh Bình. Họ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-1-4-1. Huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà là ông Nguyễn Việt Thắng. Tổ trọng tài bắt chính ở trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là ông Lê Thanh Tùng. Trọng tài thứ nhất là ông Nguyễn Văn Thành. Trợ lý trọng tài thứ hai là ông Phạm Văn Thịnh. Và trọng tài thứ tư là ông Nguyễn Mạnh Hải. Và bây giờ là đoàn ra quân của câu lạc bộ đến từ xứ Huế, câu lạc bộ bóng đá Huế. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng ngày hôm nay ra sân với thủ thành áo số 28 là Đức Bảo. Bộ tứ hậu phòng ngự sẽ bao gồm có số 2 Đình Bình, số 32 đội trưởng Viết Hiếu, số 35 Quốc Anh, số 8 Thế Hiếu. Hai tiền vệ trung tâm sẽ là số 22 Thành An, số 17 Hoàng Quân. Bộ ba hỗ trợ cho Hải Dương ở phía trên sẽ bao gồm có Anh Vũ, Thanh Thảo và Hữu Tuấn. Họ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1. Lúc này ở trên bảng xếp hạng, khi mà các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Phù Đổng Ninh Bình đó chính là câu lạc bộ Trường Tiêu Bình Phước, có được chiến thắng kịch tính vào ngày hôm qua với tỷ số là 3-2, thì Phù Đổng Ninh Bình tạm thời rớt xuống vị trí thứ hai sau 3 trận toàn thắng với 9 điểm, ghi được 5 bàn thắng và chưa để lọt lưới một bàn thua nào. Và đây là các cổ động viên đến từ Huế, một quãng đường xa xôi từ khu vực miền Trung đến với phía Bắc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cảm nhận được sự tin yêu của các cổ động viên bóng đá Huế dành cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng. Đây là một trận đấu nếu như mà Phù Đổng Ninh Bình có được chiến thắng trước câu lạc bộ bóng đá Huế thì họ sẽ quay trở lại với ngôi vị đầu bảng, đồng thời tạo ra được cách biệt với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở mùa giải năm nay như là PVF CRD và Trường Tư Bình Phước. Mới đây nhất thì PVF CRD đã có trận hòa không bàn thắng tại sân vận động Thống Nhất trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, và đó là một trong những yếu tố thuận lợi cho Phù Đổng Ninh Bình có thể tắt top. Và như vậy là hiệp một của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu. Màn so tài giữa Phù Đổng Ninh Bình và câu lạc bộ bóng đá Huế thuộc giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng năm nay. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Phù Đổng Ninh Bình sẽ là bên bảo vệ phần sân bên phải màn ảnh của chúng ta, bên trái sẽ là các vị khách câu lạc bộ bóng đá Huế. Nếu như vài năm trước thì Huế luôn là một trong những đội bóng có được thành tích khá ổn trong những lần đối đầu với Ninh Bình. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay là một diện mạo hoàn toàn mới, rất khó để cho câu lạc bộ bóng đá Huế với dàn cầu thủ đa phần là những cầu thủ trẻ của mình có thể tạo ra được bất ngờ trong chuyến làm khách ngày hôm nay. Cầu thủ ném biên dành cho đội chủ nhà sẽ là Thanh Thịnh. Với những cầu thủ nằm trong thành phần của đội tuyển quốc gia và các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại V-League 1, lối chơi của Phù Đổng Ninh Bình là một lối đá đầy bản lĩnh. Điều đó được thể hiện qua những trận đấu mà họ không hề để cho đối thủ ghi được một bàn thắng nào trong 3 trận đấu đã qua. Hữu Tuấn. Kể từ khi mà Phù Đổng Ninh Bình có nhiều ngôi sao đổ bộ xuống Ninh Bình Arena thì không khí của các khán giả tại đây đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Hoàng Đức, người đã thi đấu chói sáng ở trong trận đấu trước, giúp cho Phù Đổng Ninh Bình đánh bại được Bà Rịa Vũng Tàu. Quốc Việt, vẫn tiếp tục là Quốc Việt, rất hợp lý, cơ hội dành cho đội chủ nhà, không được. Chúng ta đã nhìn thấy được sự khác biệt trong cách tổ chức lối chơi mà đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đang có vào lúc này. Kể từ khi mà tiếng còi bắt đầu trận đấu của vị trọng tài chính ông Lê Thanh Tùng cất lên thì ngay lập tức là Phù Đổng Ninh Bình đã tràn sang phần sân của câu lạc bộ bóng đá Huế và tổ chức những đợt tấn công. Quá nhiều những cầu thủ trẻ của câu lạc bộ bóng đá Huế được đôn lên từ lứa U17 và U18.
Và lần nào cũng vậy, chỉ tiêu của đội bóng miền Trung đó chính là cố gắng trụ hạng. Và vào thời điểm hiện tại trên bảng xếp hạng thì các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng đang đứng ở vị trí thứ 5 với 4 điểm sau 3 trận đấu đã đấu. Lúc này đội bóng vẫn chưa có được điểm số nào, đó chính là câu lạc bộ Đồng Nai, một trong những câu lạc bộ đã chảy máu lực lượng rất mạnh ở mùa giải năm nay. Càng ngày thì huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng ngày càng giúp cho những ngôi sao ở trong đội hình của mình có được sự gắn kết hơn. Mặc dù vẫn còn những vết gợn, nhưng nhìn chung trong hai trận đấu đã qua và bây giờ là trận đấu thứ tư, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đã bắt đầu chơi kết nối hơn. Quốc Việt đã không thể vượt qua được Đinh Minh. Anh Vũ nỗ lực thổi bóng thành công của Đức Việt. Đinh Thanh Bình Hải Đức Đức Cường, người chơi với vai trò là một tiền vệ mó neo. Đức Cường ở vòng đấu trước cũng đã có được một bàn thắng sau khi anh tận dụng thời cơ từ quả đá phạt bỗng bật ra của Hoàng Đức. Đỗ Thanh Thịnh Viết Hiếu, 5 năm có mặt ở trong đội hình của câu lạc bộ bóng đá Huế, cuối cùng thì tấm bằng thủ quân cũng đã thuộc về cho số 32 Viết Hiếu. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng là một vị huấn luyện viên được xem là tương đài trong làng bóng đá của câu lạc bộ bóng đá Huế. Một vị huấn luyện viên gắn liền với rất nhiều những thành tích vẻ vang ở cấp độ đội trẻ. Pha quạt bóng tương đối tốt của anh Vũ được truyền vào. Lúc này thì với câu lạc bộ bóng đá Huế sau 3 trận đấu ra quân thì họ có được một trận thua, một trận hòa và một chiến thắng. Ở trong trận đấu gần nhất được chơi tại sân vận động Tự Do thì câu lạc bộ bóng đá Huế đã để thua PVF CND. Và trận thắng duy nhất của họ là chiến thắng trước đội bóng Bét bảng Đồng Nai ở tại sân vận động Đồng Nai. Và trận hòa của họ là trận hòa trước câu lạc bộ Đồng Tháp. Đội bóng lúc này đang có được phong độ khá tốt. Ở tại cúp quốc gia thì câu lạc bộ bóng đá Huế đã dừng bước sau khi họ đã để thua Bà Rịa Vũng Tàu. Sẽ có một quả ném phạt dành cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng. Người đưa phạt sẽ là số 2 Đinh Bình. Đinh Thanh Bình. Đinh Thanh Bình rất nổi bật với một mái tàu bạch kim. Hoàng Đức. Đường truyền quen thuộc của Hoàng Đức dành cho Quốc Việt. Gọi vào! Dấu ấn của Hoàng Đức được thể hiện với pha lập công vừa rồi của Quốc Việt. Một tình huống chuyển đổi trạng thái với chỉ một đường truyền dài lên phía trên để khai thác tốc độ bứt phá trong đoạn ngắn cực kỳ tốt của Quốc Việt. Và mọi thứ đã rất gọn gàng, trái bóng đã nằm gọn trong khung thành của Đức Bảo và 1-0 dành cho Phù Đồng Ninh Bình. Niềm vui đã đến rất sớm với các cổ động viên đang có mặt tại Ninh Bình Arena. Bàn thắng được ghi ngay ở phút thứ 7 của hiệp đấu đầu tiên. Không cần phải quá phức tạp bởi vì Phù Đồng Ninh Bình vào thời điểm hiện tại họ sở hữu những cá nhân có bộ kỹ năng cực kỳ nổi bật ở trong các vị trí. Hoàng Đức với khả năng đường truyền sáng tạo của mình đã phất một đường bóng cực kỳ chuẩn mực để cho Quốc Việt băng xuống và có được bàn thắng.
quá gọn gàng trong tình huống này. Đó là đẳng cấp của các cầu thủ nổi bật ở trong đội hình của Phù Đổng Ninh Bình. Đường truyền với chất lượng điểm 10 của Hoàng Đức và pha thoát xuống xử lý bóng bằng chân trái cũng điểm 10 của Quốc Việt. Mọi thứ đều rất hoàn hảo và vừa vặn. Cầu thủ mà số 7 ghi bàn ở phút thi đấu thứ 7 và quá tuyệt vời, 1-0 dành cho Phù Đổng Ninh Bình. Bàn thắng sớm nhiều khả năng sẽ giúp cho đội chủ nhà tạo ra được một thế trận lấn lướt hơn, đặc biệt khi mà họ đối mặt với một câu lạc bộ sở hữu rất nhiều những cầu thủ trẻ và lại được chơi ở sân nhà. Thế Hiếu, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những sự cố gắng đến từ đội khách. Những cầu thủ trẻ của Huế sẽ làm như thế nào đây? Hải Dương mất bóng rồi. Có những sự lúng túng. Đinh Thanh Bình, đó là pha không dễ, không thành công của Quốc Anh. Với một dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, với bản lĩnh trận mạc cũng như là trình độ thi đấu, các cầu thủ Phù Đổng Ninh Bình chơi một thứ bóng đá hoàn toàn đẳng cấp và vô cùng bình tĩnh. Có đôi lúc chúng ta thấy những đối thủ của Phù Đổng Ninh Bình sẽ có khoảng thời gian vùng lên và đôi chút vượt trội, nhưng vấn đề là họ không thể tạo ra được sự khác biệt, đó chính là bàn thắng và những cơ hội. Quốc Việt, có một điều rất thú vị là ở vòng trước thì chính Đinh Thanh Bình là người đã mở tỷ số cho câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình vào lưới của Bà Rịa Vũng Tàu, và ngày hôm nay cũng là một cầu thủ được mượn từ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, đó chính là Nguyễn Quốc Việt ghi bàn vào lưới của Huế giúp cho Phù Đổng Ninh Bình vượt lên dẫn trước. Sút bóng không vào, suýt nữa thì Hoàng Đức lại được nhắc tên với một tình huống chỉnh bóng ngay sát rìa khu vực 16m50. Đáng tiếc là trái bóng lại đi ra ngoài. Hoàng Đức đang rất thăng hoa vào thời điểm này. Chúng ta cùng theo dõi lại. Có không gian và thời gian để cho Hoàng Đức thực hiện cú sút bằng cái chân trái. Bóng đi sát sàn vào khung thành của câu lạc bộ bóng đá Huế. Ở vòng trước khi đối đầu với Bà Rịa Vũng Tàu, Hoàng Đức có được một tình huống kiến tạo và cũng là một pha dứt điểm của Hoàng Đức, cũng trở thành một pha bóng giúp cho Đức Cường ghi bàn thắng. Vai trò của Hoàng Đức vào thời điểm hiện tại là vô cùng nổi bật trong cách tổ chức và vận hành lối chơi của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Lúc này thì những ngôi sao của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại đang có phong độ cũng khá ổn, và đó là một tín hiệu vui cho đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như là huấn luyện viên Kim Sang-sik. Và ngày hôm qua thì Công Phượng cũng đã có được một bàn thắng và một tình huống kiến tạo giúp cho Trường Tiểu Bình Phước giành chiến thắng 3-2 trước Bà Rịa Vũng Tàu. Còn bây giờ tới lượt Hoàng Đức có được một pha kiến tạo, và ở vòng trước thì Hoàng Đức cũng chơi rất nổi bật. Anh Vũ, Hải Dương, trận đấu vẫn tiếp tục. Pha đi bóng quá dễ bị đoạt bắt của Hải Dương. Hoàng Đức, trọng tài đã thổi phạt tình huống tranh chấp vừa rồi của cầu thủ bên phía câu lạc bộ bóng đá Huế, và đó là Hữu Thuấn. Hoàng Đức vẫn đang thi đấu với một cái chân trái phải nhờ tới những tấm bằng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần nhất với phóng viên của FPT Play sau trận đấu trước Bà Rịa Vũng Tàu, thì Hoàng Đức cũng đã bày tỏ quyết tâm của mình
thi đấu thật tốt để hy vọng rằng sẽ có được vị trí để tham dự ASEAN Mitsubishi Electric Cup vào năm 2024. Vào tháng 11 này thì đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu các trận đấu ở FIFA Days. Thay vào đó sẽ sang Hàn Quốc để tập huấn. Vừa rồi chúng ta vừa được nhìn thấy hình ảnh của vị chủ tịch Nguyễn Đức Thụy của câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình. Rất tích cực áp sát và thu hồi rất nhanh. Văn Thành tiếp tục pha phối hợp với Quốc Việt. Rất hợp lý Văn Thành và xử lý hơi chậm rồi. Anh Vũ vẫn chưa có một tình huống thực sự sóng gió nào mà các cầu thủ Huế tạo ra về phía khung thành của Văn Lâm. Nếu như Ninh Bình, Phù Đổng Ninh Bình cứ chơi như thế này qua các trận đấu thì có lẽ người nhàn nhất chính là thủ thành Đặng Văn Lâm, khi công việc của anh trong các trận đấu cũng không quá nhiều, bởi những người đồng đội của anh ở phía trên đã tạo ra được một thế trận quá chắc chắn. Văn Hiếu, Đức Cường, thêm một đường chuyền dài chính xác của Đức Cường dành cho Quốc Việt. Quốc Việt quạt vào trong, cú bao. Một pha xử lý rất cơ bản của Quốc Việt trong các tình huống mà xuất hiện bên phía cánh trái và bật xi nhan phải vào bên trong. Không cần phải tổ chức với những đường chuyền bóng rườm rà. Đức Cường thực hiện một tình huống chuyển hướng tấn công sau bên phía cánh trái rất nhanh. Và lúc đó Quốc Việt đã có mặt để có thể tự tin xử lý một pha bóng nguy hiểm. Đinh Thanh Bình. Lúc này thì các đội bóng tại V-League 2 giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng vẫn đang cố gắng trở thành đội bóng đầu tiên có thể xé lưới được Phù Đổng Ninh Bình tại giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì số lượng bàn thắng của Hoàng Đức và những người đồng đội của mình ghi được sau 4 vòng đã là 6 bàn và chưa để lọt lưới một bàn nào. Đức Cường. Hoàng Đức. Văn Hiếu. Vẫn tiếp tục là Hoàng Đức. Hoàng Đức đã là trái tim, là niềm cảm hứng cho những tình huống tổ chức của Phù Đổng Ninh Bình. Anh Vũ và xử lý rất cố gắng, sau đó cũng không thể được tiếp tục với pha can thiệp kịp thời của Đỗ Thanh Thịnh. Thành An. Hoàng Quân. Rất khó khăn để đưa trái bóng sâu lên phía trên. Viết Hiếu. Khả năng áp đặt thế trận với những cầu thủ nổi bật ở trên sân là điều mà chúng ta dễ dàng nhận ra với các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Vẫn là một lối chơi thông dong, chơi theo cách của mình mà Phù Đổng Ninh Bình đang có vào lúc này. Sau một khoảng thời gian họ tăng tốc để tìm kiếm thời cơ ở khu vực 1/3 sân của đối phương thì họ sẽ giảm nhịp bằng những tình huống truyền bóng với nhau. Và trong những phút đã qua chúng ta thấy là các cầu thủ của Huế chỉ biết đuổi theo bóng mà thôi.
Hải Đức, Văn Lâm. Một loạt những tình huống chuyền bóng với phần sân nhà. Vẫn là Hải Đức, Đỗ Thanh Thịnh. Một loạt những tình huống ru ngủ đối phương ở phần sân nhà, và sau đó sẽ là tăng tốc một cách bất ngờ bằng một đường chuyền hay là một tình huống phát bóng sáng tạo của Hoàng Đức cũng như là Đức Cường. Đinh Thanh Bình, Quốc Việt, quả tạt ba chân trái rất chuẩn xác, bắt bóng lên ngay, không vào, rất hoa mỹ, sút tiếp vẫn không vào. Hai tình huống mà khung thành của Đức Bảo đặt trong tình trạng báo động đỏ, và cái cột dọc của câu lạc bộ Đô Huế cũng đã rung lên bần bật sau cú đá trước đó. Rất đáng tiếc, suýt nữa tỷ số đó là 2-0 cho Phù Đổng Điện Bình. Chúng ta cùng theo dõi lại một quả tạt bóng rất chuẩn xác. Mạnh Ngọc Hà đã bắt vô lê ngay. Một quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà, và người thực hiện sẽ là Đỗ Thanh Thịnh. Lần này Đức Bảo đã chơi tốt, bóng tiếp tục trở lại với đội chủ nhà Quốc Việt. Đó là một tình huống xử lý bóng cẩn thận của Đinh Bình. Với dàn cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Đỗ Huế, trong trận đấu này họ cũng sẽ học hỏi được rất nhiều khi được đối đầu với các đàn anh, đa phần là những cầu thủ có kinh nghiệm tại V-League 1 cũng như là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Anh Vũ, trong đội hình của câu lạc bộ Đỗ Huế cũng có khá nhiều những cầu thủ thường xuyên được gọi lên triệu tập ở các lứa trẻ của đội tuyển Việt Nam. Hoàng Quân, bóng rất nhanh chóng quay trở lại với đội chủ nhà, rất nỗ lực tạt bóng vào nhưng trái bóng cũng đã đi hết đường biên ngang. Hôm nay sẽ là một ngày làm việc thực sự vất vả với thủ thành Đức Bảo. Độ tuổi trung bình của câu lạc bộ Đỗ Huế trong đội xuất phát là 20,9 tuổi, trong khi toàn đội trong danh sách đăng ký ngày hôm nay là 20,3 tuổi. Một đội hình còn rất trẻ. Cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của Huế đó chính là tiền vệ bóng số 10 Phạm Ngọc Thanh Thảo. Cầu thủ này sinh năm 2006. Còn ở trong đội hình dự bị thì có Đinh Sủ và Xuân Đăng, sinh năm 2007. Pha lên bóng bên phía cánh trái dành cho các vị khách, rất cố gắng, không được rồi, chưa thể tạo ra một sự kết nối với tiền đạo Hải Dương. Đó là nỗ lực đi bóng của Hữu Tuấn. Hải Đức, Đức Cường, rất ung dung. Có lẽ để kiểm chứng xem Phù Đổng Điện Bình sẽ thấy một sức mạnh như thế nào ở tại giải hạng nhất quốc gia biển số vàng.
thì họ cần phải đối mặt với hai câu lạc bộ được xem là đối trọng trực tiếp của họ trong hành trình thăng hạng tại V-League 1. Đó là Trường Tiền Bình Phước và PVFC ADD. Đó là hai câu lạc bộ được đánh giá sẽ tạo ra một cuộc đua tam mã tại giải hạng nhất quốc gia B sao vàng. Và đó cũng là một cuộc đối đầu thú vị của những cầu thủ nổi tiếng Công Phượng, Hoàng Đức, Văn Lâm. Ở trong giai đoạn đầu mùa, trong các trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho giải hạng nhất quốc gia B sao vàng, thì câu lạc bộ Đỗ Huế đã từng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Phù Đổng Ninh Bình vào trận đấu diễn ra vào ngày 10 tháng 10 trên sân Bà Rịa của Bà Rịa Vũng Tàu. Những người đã ghi bàn trong trận đấu giao hữu đó cho câu lạc bộ Đỗ Huế là Hoàng Quân và Lê Văn Tú. Đặng Văn Lâm chưa phải là một tình huống phải làm việc vất vả nào của thủ thành Đặng Văn Lâm. Anh vẫn đang rất thông dong. Hữu Tuấn. Hải Đức. Thanh Bình. Tiếp tục là một pha phối hợp connect nữa của Thanh Bình và Hoàng Đức. Đỗ Thanh Thịnh. Quốc Việt. Mặc dù đang chơi với một đội hình thấp và cũng dàn quân ra nhiều lớp để có thể tổ chức phòng ngự, nhưng chúng ta thấy là các cầu thủ Huế gặp rất nhiều những khó khăn trước khả năng luân chuyển trái bóng nhịp nhàng và độ chính xác cao của các cầu thủ Phù Đổng Ninh Bình. Sẽ có một quả đá phạt cho đội chủ nhà. Đó là tình huống phạm lỗi của số 22 Thanh An. Người thực hiện quả đá phạt này sẽ là tiền vệ Đức Cương. Quốc Việt. Quả tạt vào bên trong. Đánh đầu. Quá nguy hiểm với tình huống vừa rồi. Pha cứu thua cực kỳ ấn tượng của thủ thành Đức Bảo sau pha đánh đầu của Văn Thanh. Một tình huống Văn Thanh xuất hiện chính giữa bộ đồ trung vệ của cầu thủ đối phương, nhưng điểm lợi hại của Văn Thành đó chính là khả năng lựa chọn điểm rồi. Đức Bảo cũng đã phải rướn người hết cỡ để có thể thực hiện một động tác cứu thua. Vẫn còn đó một quả đá phạt góc, một người thực hiện sẽ là Đỗ Thanh Thịnh. Đức Bảo vẫn chơi tốt với một tình huống bắt bóng rất gọn gàng, không qua được Hữu Tuấn. Mọi thứ cũng quay trở lại như ban đầu, bóng vẫn đang thuộc trong sự kiểm soát của Phù Đổng Ninh Bình. Ngọc Hà. Đinh Thanh Bình. Không được.
chuyền hơi mạnh một chút cho vị trí của Đức Thái Bình. Nhưng sau đó thì nỗ lực của phù đội Đức Bình cũng đã mang về cho họ một quả đá phạt cố định. Văn Thành có lẽ là người đã tham gia vào tình huống đoạt bóng vừa rồi. Ở một vị trí gần tương tự như thế này thì ở vòng trước khi đối mặt với Bà Rịa Vũng Tàu, Hoàng Đức đã tạo ra thời cơ cho Đức Cường thực hiện cú đá bồi để ghi bàn thắng thứ hai cho phù đội Ninh Bình. Và bây giờ đang đứng trước bóng là sự hiện diện tiếp tục của Hoàng Đức. Họ đến lúc này mới chỉ có được một bàn và đang cố gắng để tìm kiếm được bàn thắng thứ hai trong màu áo của phù đội Ninh Bình ở giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng. Đây có thể xem là một cơ hội để cho phù đội Ninh Bình có thể nghĩ tới bàn thắng thứ hai. Không vào. Cú sút đưa trái bóng đi quá cao của tiền vệ Hoàng Đức. Hai nhân vật vừa có sự kết nối với nhau tạo nên bàn thắng Hoàng Đức và Quốc Việt vừa xuất hiện ở trên màn hình của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại một đường phát triển bóng từ bên phần sân nhà rất ấn tượng của Hoàng Đức. Và Quốc Việt cũng đã rất nhanh nhẹn thoát xuống với một nhịp đỡ thôi đã tạo ra bàn thắng. Bóng nằm gọn trong đôi tay của Văn Lâm. Hữu Tuấn. Chúng ta đang đến với phút 30 trong màn so tài giữa phù đội Ninh Bình và câu lạc bộ bóng đá Huế. Lúc này thì tỷ số đã là 1-0 cho phù đội Ninh Bình với pha ghi bàn ngay ở phút thứ 7 của Quốc Việt. Kết quả này đang tạm thời giúp cho phù đội Ninh Bình quay trở lại với vị trí đỉnh bảng của giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng với 4 trận toàn thắng, ghi 6 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào. Đức Cường. Lâu lắm rồi thì chúng ta mới được chứng kiến một giải hạng nhất quốc gia có sự ganh đua với những mục tiêu của các đội bóng lớn và sự đổ bộ của một loạt những ngôi sao lớn. Đỗ Thanh Thịnh. Đó là tình huống can thiệp của Viết Hiếu. Sau 5 năm thì tấm bằng thủ quân mới trở lại được với một cầu thủ địa phương. Viết Hiếu là một cầu thủ đã gắn liền với lò đào tạo của Huế từ năm 13 tuổi. Và đến năm 2022 thì tân đội trưởng của câu lạc bộ Huế được đun lên đội 1. Trước đó thì một cầu thủ từng đeo tấm bằng thủ quân và sinh ra ở Huế, đó chính là hậu vệ Trần Khoa Nhật ở mùa giải năm 2019. Nối tiếp những người đàn anh như là Thanh Tuấn và Công Nhật thì Viết Hiếu mà bằng thủ quân của đội bóng Huế với độ tuổi còn rất trẻ. Đỗ Thanh Thịnh. Quốc Việt. Khá nhịp nhàng. Đinh Thanh Bình tạt bóng vào trong. Hơi mạnh một chút so với vị trí đợi sẵn của Hoàng Đức. Một loạt các pha phối hợp như thêu hoa dệt gấm của các cầu thủ phù đội Ninh Bình, từ các pha bóng đánh gót, những tình huống treo bóng vào bên trong, những sự chệch choạc trong một hai trận đấu đầu đã bắt đầu được khỏa lấp đi. Các cầu thủ đã bắt đầu có đi nhiều hơn những ý tưởng và sự ăn ý đã được đẩy lên cao hơn. Tiếp tục là một quả đá phạt góc được thực hiện bởi Đỗ Thanh Thịnh.
Lần này là một pha đá bóng ra của Đức Bảo. Pha tranh chấp rất quyết liệt là của Đức Cường. Đúng với tính chất của một tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-1-4-1. Chơi quyết liệt và không ngại va chạm. Lúc này trên sân thì thủ thành Đức Bảo đang bị đau. Sau một loạt những tình huống mà thủ thành mang áo số 28 này đã phải làm việc rất vất vả. Bây giờ thì anh đang bị đau đầu ngón tay của mình. Trong đội hình của huấn luyện viên Quỷ Đức Dũng có 3 thủ môn. Ngoài Võ Đức Bảo còn có Nguyễn Tiến Quyền và Lâm Lê Phước Tiến Dũng. Như vậy là Đức Bảo tiếp tục thi đấu được. Người đại biên dành cho Huế sẽ là Đinh Bình. Vẫn tiếp tục là Đinh Bình. Xử lý tốt, Thanh Thảo. Đó là pha dứt điểm đầu tiên của câu lạc bộ bóng đá Huế về phía khung thành của Văn Lâm. Hoàng Đức. Đỗ Thanh Thịnh. Các cầu thủ trẻ của Huế thì cũng không dám pressing. Họ thực sự rất quan ngại những tình huống chuyển đổi trạng thái của Phù Đồng Hòa Bình chỉ bằng một đường truyền, giống như cái cách mà Hoàng Đức đã phối hợp cùng với Quốc Việt. Hoàng Quân. Đường truyền dành cho Anh Vũ. Hơi mạnh rồi. Bóng trở lại với Quốc Việt. Quốc Anh. Chúng ta cùng chờ đợi một tình huống phản công của câu lạc bộ đấu Huế. Một pha bóng phạm lỗi của Đinh Thanh Bình. Đinh Thanh Bình đang chơi rất nhiệt. Với vai trò là một tiền đạo mũi nhọn thì ở trong phỏng vừa rồi Đinh Bình, Thanh Bình cũng đã lùi về rất sâu để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Thanh Thảo sẽ là người đứng trước trái bóng này ở một cự ly tương đối xa. Chúng ta đang đến với 10 phút cuối của hiệp đấu đầu tiên trong màn so tài giữa Phù Đổng Ninh Bình và câu lạc bộ bóng đá Huế tại Ninh Bình Arena. Thanh Thảo, đó là một cú sút thẳng và không qua được hàng rào. Bạch Ngọc Hà. Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức phối hợp với Thanh Bình. Công Hà không có lỗi trong pha bóng vừa rồi.
phải công dành cho các vị khách. Chỉ có hai cái bóng áo trắng băng lên. Và mọi chuyện đã kết thúc khi mà bóng trước khi tiến sâu vào khu vực gần với 1/3 sân của phố Đỗ Đức Bình thì nó đã bị cắt. Dĩ nhiên trọng tài xác định trái bóng đã đi hết sân và sẽ có một quả ném biên cho câu lạc bộ bóng đá Huế. Đúng là như vậy. Chúng ta đang nhìn thấy những làn sóng người mà các cổ động viên của phố Đỗ Đức Bình tạo ra. Hữu Thuận, để tiếp tục những đường bóng ru ngủ của phố Đỗ Đức Bình trước câu lạc bộ bóng đá Huế. Huế không pressing thì các cầu thủ đội chủ nhà cũng không vội vã đưa trái bóng lên phía trên. Hữu Thuận, đường chuyền dài của Hữu Thuận dành cho Đinh Thanh Bình. Thành An, thêm một đường truyền rất lúng túng nữa đến từ các cầu thủ Huế, lần này là đội trưởng Viết Hiếu. Áp lực mà hàng tấn công của phố Đỗ Đức Bình tạo ra có lẽ là hơi lớn và nó khiến cho tâm lý chơi bóng của hàng thủ câu lạc bộ đấu Huế lúc này đang không ổn. Rất tốt, Văn Hiếu. Ngọc Hà, đáy biên. Hoàng Quân, cắt bóng rất chủ động, vẫn là các cầu thủ phố Đỗ Đức Bình. Rất quyết liệt. Đã có một tình huống phạm lỗi từ phía sau của Mạnh Ngọc Hà. Ở vòng sau sẽ là một trong những trận đấu tâm điểm của giải hạng nhất quốc gia Bên Sao Vàng. Đó chính là trận đấu mà phố Đỗ Đức Bình phải làm khách trước câu lạc bộ PVF CND. Đội bóng cũng đặt tham vọng rất lớn cho việc thăng hạng ở mùa giải năm nay. Văn Thành, chúng ta đang đến với 5 phút cuối của hiệp đấu thứ nhất. Hữu Tuấn phải dâng cao của số 15. Và bóng bóng của Hoàng Đức. Chưa phải là một tình huống phản công dành cho các vị khách. Hữu Tuấn, vào khoảng thời gian 19 tới 20 tháng 11 thì giải vô địch quốc gia cũng sẽ tạm nghỉ. Đó sẽ là khoảng tập trung cho đội tuyển. Và phải tới tháng 1 năm sau thì các trận đấu mới quay trở lại. Và với các trận tại cúp quốc gia. Khá trống trải. Đây là Anh Vũ. Vẫn là Anh Vũ, sút bóng. Không vào. Pha xử lý tự tin đến từ cầu thủ trẻ Anh Vũ bên phía câu lạc bộ bóng đá Huế.
Mặc dù những pha bóng như vừa rồi xuất hiện không nhiều ở trong trận đấu này, và đó cũng chỉ mới là pha dứt điểm thứ hai tính cho tới thời điểm hiện tại mà Huế tạo ra về phía khung thành của Văn Lâm. Và cả hai đều chung một đáp số, đó chính là trái bóng đi không trúng mục tiêu. Hải Đức. Hữu Tuấn, Hoàng Đức. Đinh Thanh Bình, Mạnh Ngọc Hà. Đây là Văn Thanh. Không thể tiếp tục một đường truyền dành cho Đinh Thanh Bình. Khả năng chạy chỗ không khéo của Đinh Thanh Bình đã tạo ra rất nhiều những khoảng trống. Đinh Thanh Bình là một tiền đạo có khả năng chạy chỗ và một lối chơi rất nhiệt huyết. Sự xông xáo là điểm cộng của Đinh Thanh Bình. Bây giờ sẽ là tình huống ném biên của Mạnh Ngọc Hà. Có lẽ sẽ là một pha ném biên mạnh vào bên trong, sau khi mà chúng ta nhìn thấy được Mạnh Ngọc Hà đang lấy đà khá xa, ném rất mạnh. Như vậy bóng trúng đầu một cầu thủ của Phù Đổng Ninh Bình, đó là Hải Đức. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về cho Phù Đổng Ninh Bình bằng pha ghi bàn ngay ở phút thi đấu thứ 7 của tiền đạo Quốc Việt. Rất tốt Đinh Thanh Bình, đưa bóng vào, cơ hội không vào, chưa tới được vị trí của Quốc Việt. Và Đinh Bình là người đã phá bóng trước mũi giày của số 7 bên phía Phù Đổng Đinh Bình. Vẫn sẽ có một quả đá phạt góc. Chúng ta sẽ có một phút đá bù cho hiệp 1. Quốc Việt vẫn là người thực hiện quả đá phạt góc này đánh đầu. Hoàng Đức xuất hiện ở cột 2. Mạnh Ngọc Hà tiếp tục lấy đà ném biên. Chưa thể thực hiện một pha đá đầu chiến thuật. Bóng vẫn còn, cơ cho Hoàng Đức. Không vào. Đánh đầu rồi. Vẫn chưa thể có được bàn thắng thứ hai. Trong một cự ly gần thì Hoàng Đức đã không thể đánh bại được thủ thành Đức Bảo. Quốc Việt. Đường truyền sai của Hữu Tuấn phản công dành cho câu lạc bộ Bóng đá Huế. Có lẽ đây sẽ là tình huống bóng cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Anh Vũ. Treo vào. Đinh Thanh Bình đang bị đâu? Và trọng tài thì cũng đã cắt còi. Một tình huống va chạm giữa Đinh Thanh Bình cùng với đội trưởng Viết Hiếu bên phía câu lạc bộ Bóng đá Huế. Bây giờ thì bên phía đội khách cũng có một cầu thủ bị đâu. Như vậy đến lúc này thì trọng tài Lê Thanh Tùng cũng đã thổi còi kết thúc thời gian của hiệp đấu đầu tiên. Và phối hợp đẳng cấp giữa Hoàng Đức và Quốc Việt đã giúp cho đội chủ nhà tạm thời dẫn trước Huế với tỷ số 1-0.
Bàn thắng được ghi ngay phút thứ 7 do công của Quốc Việt. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với các diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Mến chào quý vị khán giả của FPT Play, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với các hình ảnh tại Ninh Bình Arena để cùng tiếp tục đón theo dõi hiệp đấu thứ hai trong bảng so tài giữa Phù Đổng Ninh Bình cùng với câu lạc bộ Bóng đá Huế. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, bàn thắng bằng tỷ số đã tới với đội chủ nhà. Đó là kết quả của một sự phối hợp hiệu quả và đẳng cấp giữa Hoàng Đức và Quốc Việt. Hiệp hai của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu và ở trong hiệp đấu thứ hai, hai bên sẽ đổi sân. Phù Đổng Ninh Bình sẽ chuyển sang bảo vệ phần sân bên trái, màn ảnh của quý vị và các bạn. Bên phải sẽ là câu lạc bộ Bóng đá Huế. Như vậy là trong khoảng thời gian đầu của hiệp đấu thứ hai vẫn không có một câu lạc bộ nào sử dụng quyền thay đổi người. Nhìn chung sự vượt trội là điều mà chúng ta dễ dàng nhận ra trong cách chơi của Phù Đổng Ninh Bình trong suốt quãng thời gian của hiệp đấu thứ nhất. Họ đã tạo ra rất nhiều những cơ hội, thậm chí nếu như chính xác hơn thì họ hoàn toàn có thể ghi thêm được một bàn thắng nữa. Trong khi với Huế thì họ chỉ có được hai pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Đào Văn Lâm, nhưng tất cả đều không trúng mục tiêu. Hữu Tuấn, pha lấy bóng dành cho Huế. Hữu Tuấn lấy đà sút xa. Đó là pha bóng mà Văn Lâm phải làm việc vất vả đầu tiên ở trong trận đấu này. Cú sút trúng mục tiêu đầu tiên. Nhưng chừng đó là chưa làm khó được Văn Lâm. Cú sút với lực bóng cũng tương đối tốt. Nhìn trái bóng đi với một độ hiểm hóc không cao. Vẫn là một quả đá phạt góc cho các vị khách đến từ Huế. Hữu Tuấn tạt bóng vào. Người phá bóng chính là Hoàng Đức. Cối Viết Hiếu vẫn không thành công. Quá đông những cầu thủ Phù Đổng Ninh Bình. Trái bóng cuối cùng cũng đã được phá ra. Mạnh Công Kha. Đó là một tình huống phạm lỗi để chống phản công. Thẻ vàng dành cho số 15 là hoàn toàn chính xác. Và các bóng là của Quốc Anh. Viết Hiếu. Thành An. Khá nhịp nhàng Đình Bình. Có khoảng trống dành cho Thành Thảo không được. Bóng vẫn còn trong sân. Mạnh Ngọc Hà. Hoàng Đức. Hoàng Đức đã không thể vượt qua trong tình huống tranh chấp với hai cầu thủ của Huế. Khá nhịp nhàng Hữu Tuấn. Đó là một pha xử lý quá non kinh nghiệm của Hữu Tuấn.
Bạch Ngọc Hà. Đường chuyền nhanh không thành công của Đức Cường. Hải Dương. Hải Dương đối đầu với Hải Đức. Ném biên cho Phù Đống Đình Bình. Ở bên phía cánh trái là sự xuất hiện của Đỗ Thanh Thịnh, một cựu cầu thủ của Quy Nhơn Bình Định. Hữu Tuấn. Văn Hiếu. Bạch Ngọc Hà được chuyền nhanh. Quốc Anh và Viết Hiếu là bộ đôi trung vệ của Huế ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và hai biên được án ngữ bởi Thế Hiếu và Đình Bình. Hải Dương. Không có nhiều bóng để tạo cơ hội cho Hải Dương ở phía trên. Trong những phút đã qua thì Huế đã chơi tốt với sự quyết tâm cao độ của mình. Và phần đầu đó gây ra được một vài những rắc rối cho Hoàng Đức và những người đồng đội. Đình Bình. Những cái đèn điện thoại được dơ lên một cách rất lung linh mà các cổ động viên của Phù Đống Đình Bình đang tạo ra. Một hình ảnh rất đẹp. Rất lâu rồi thì chúng ta mới thấy các cổ động viên của Phù Đống Đình Bình mới sống trong những ngày được xem là lễ hội như vậy. Không khí bóng đá đã sống lại ở đất cố đô Hoa Lư. Đức Bảo. Quốc Việt. Đỗ Thanh Thịnh đã chưa kịp phát hiện ra ý đồ của người đồng đội là Đức Cường. Tiếp tục là những âm thanh vang vọng mà các cổ động viên trong nhóm hội các cổ động viên của Phù Đống Đình Bình tạo ra. Một dàn đèn mới cũng đã được lắp đặt tại Đình Bình Arena. Theo những hình ảnh được công bố trên fanpage của chính câu lạc bộ này. Viết Hiếu. Anh Vũ. Hải Dương. Không có nhiều bóng. Hải Dương bắt buộc phải lùi về sau. Hoặc thậm chí là giác biên để tạo ra sự kết nối với những Hữu Tuấn hay là Anh Vũ. Đức Cường. Thế Hiếu. Hoàng Đức. Hữu Thuấn. Vẫn tiếp tục là Hoàng Đức. Phải cho khe của Hoàng Đức. Cơ hội dành cho Đinh Thanh Bình. Vẫn là Đinh Thanh Bình Quang ơi. Không được. Sút xa. Thời cơ là vẫn còn đối bắc. Vẫn không vào. Vẫn chưa thể có được bàn thắng thứ hai cho Phù Đống Đình Bình với một loạt các pha dứt điểm trong tình huống vừa rồi.
Họ được tiếp tục để lại ấn tượng với một pha chọt khe rất xuất sắc dành cho Quốc Việt. Đỗ Thanh Thịnh, Quốc Việt. Sau khoảng 5 phút đầu để cho Huế tạo ra được những khó khăn, thì tính cho tới thời điểm này, các cầu thủ Phù Đông Bình đã dần lấy lại được sự áp đảo. Pha xử lý bóng ăn ra bóng ngoài chân trái hơi nhiều của Bạch Ngọc Hà. Chúng ta có lẽ sắp sửa được chứng kiến lại pha bóng chọc khe của Hoàng Đức lên phía trên cho Quốc Việt. Như vậy là bên phía Phù Đổng Ninh Bình có sự thay đổi người đầu tiên. Cầu thủ vào sân là một người được xem là có tốc độ rất tốt, Ngọc Lâm, và rời sân là Văn Thành. Văn Hiếu, vẫn là Văn Hiếu. Không được, Hoàng Đức đã không thể tiếp tục đi bóng trong tình huống chấp vừa rồi. Thành An, Đình Bình, có lẽ là trong những phút sắp tới Huế sẽ có những sự điều chỉnh con người. Hải Đức, Đỗ Thanh Thịnh, Quốc Việt. Quốc Việt đã không thể phối hợp thành công với cầu thủ vừa mới vào sân là Lương Thanh Ngọc Lâm. Vào năm 2020 tại V-League Elwood thì Ngọc Lâm cũng được trao giải là một trong những cầu thủ có những đóng góp xuất sắc trong bảng của câu lạc bộ Đắk Lắk. Văn Hiếu, Bạch Ngọc Hà, đường chuyền hơi ẩu của Bạch Ngọc Hà. Rất may là một cơ hội nguy hiểm dành cho Huế đã không tạo ra. Chúng ta đang nghe những tiếng hò reo Phù Đổng Ninh Bình, Phù Đổng Ninh Bình mà nhóm các cầu thủ viên của đội chủ nhà đang tạo ra. Tiếp tục là những đường chuyền mang tính chất ru ngủ đối phương của cao trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Thế Hiếu, Ninh Bình,
Hữu Tuấn. Đúng như dự đoán của chúng tôi, ngay lập tức Huế có sự thay đổi con người. Không chỉ một mà tới hai. Đinh Thanh Bình. Như vậy là hai cầu thủ rời sân sẽ là số 7 Anh Vũ và Thanh Thảo. Vào sân là cầu thủ mang áo số 23 Tuấn Kiệt và số 38 Lê Xuân Đăng. Xuân Đăng là cầu thủ sinh năm 2007, một trong những cầu thủ trẻ nhất của câu lạc bộ bóng đá Huế. Tính riêng tại câu lạc bộ này có được cú đúp ở tại giải hạng nhất quốc gia Bia Sova. Đình Bình không có lỗi trong pha tranh chấp vừa rồi. Hoàng Quân. Dù sao thì cách biệt một bàn vẫn là khá mong manh. Chỉ cần một giây phút có phần nào đó mất tập trung thì phụ đội Bình hoàn toàn có thể bị trả giá. Chúng ta còn nhớ trận đấu vào ngày hôm qua giữa Trường Tư Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu. Trường Tư Bình Phước đã dẫn trước đến 2 bàn nhưng cuối cùng bị gỡ 2 đều và phải nhờ tới bàn thắng ở phút 90+7 thì mới có được chiến thắng với tỷ số là 3-2 đầy kịch tính. Được chuyển lên không chính xác của Hữu Tuấn dành cho Đinh Thanh Bình. Hữu Tuấn. Đinh Bình. Hải Dương. Vẫn tiếp tục là Hải Dương. Cơ hội dành cho Hải Dương. Nhưng đó là một tình huống mà anh phải đối mặt với Hải Đức. Thành An và xử lý khá tự tin của số 22. Nguyễn Đình Bình. Viết Hiếu. Ở trận đấu tiếp theo với Huế, họ sẽ phải đối mặt với một ngọn núi khác. Nhưng bù lại họ được chơi ở tại sân vận động Tự Do. Và ngọn núi đó sẽ mang tên là Trường Tư Bình Phước. Các cầu thủ Huế sẽ đối đầu với Nguyễn Công Phượng, cũng như là những người đồng đội của Nguyễn Công Phượng ở trong trận đấu tiếp theo. Hoàng Đức. Đinh Thanh Bình. Phản công dành cho đội chủ nhà. Nguyễn Quốc Việt. Và phù hợp không thành công giữa Hoàng Đức và Quốc Việt.
Không như vậy, người đã có tình huống vừa rồi không phải là Hoàng Đức mà là Mạnh Ngọc Hà. Đức Cường can thiệp đúng lúc, không hề có lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Quốc Việt hơi chần chừ. Và trọng tài cũng đã thổi phạt số 7 bên phía Phú Đậu Ninh Bình. Và phạm lỗi của Quốc Việt với Hoàng Quân. Như vậy trọng tài cũng đã rút thẻ vàng dành cho số 7 bên phía đội chủ nhà. Hải Dương ném biên dành cho câu lạc bộ Bóng đá Huế. Hữu Tuấn là một trung vệ có lối chơi vô cùng dũng mãnh. Phan Cao Kha thêm một quả ném biên nữa dành cho Huế. Phan Cao Kha phản ứng rất quyết liệt với trọng tài Lê Thanh Tùng. Thế Hiếu không được. Một pha phối hợp giữa Thế Hiếu cùng với Tuấn Kiệt không thành công. Pha lướt đi của Hoàng Đức nhưng bắt bóng rồi. Hải Dương chân trái khá nguy hiểm không vào. Đó là cú đá của Xuân Đăng. Bạch Ngọc Hà vẫn chưa phải là một đài di chuyển đúng của Đinh Thanh Bình với đường truyền của Bạch Ngọc Hà rất khéo léo. Rất tốt. Hữu Tuấn, không phải đó là pha xử lý của Tuấn Kiệt. Thành An vẫn là Thành An. Chính xác, Thế Hiếu. Tuấn Kiệt. Một pha bóng mà Tuấn Kiệt đã tự làm khó mình. Có ba sự thay đổi người. Tiếp theo bên phía Phù Đổng Ninh Bình. Quốc Việt rời sân, đó là sự thay đổi người đầu tiên. Chúng ta luôn được theo dõi lại bàn thắng của Quốc Việt sau pha kiến tạo của Hoàng Đức. Một trường phối hợp rất đẳng cấp. Đinh Thanh Bình cũng rời sân. Vào sân đó chính là cầu thủ mang áo số 11 Lê Minh Bình, số 31 Trương Văn Tùng và số 19 là Nguyễn Văn Vinh. Thank you.
Văn Tùng. Vẫn tiếp tục là Văn Tùng. Thế Hiếu. Một pha tranh chấp quyết liệt của Đức Cường. Lợi thế về thể hình đã giúp cho Đức Cường giành được chiến thắng trong pha tranh chấp với Tuấn Kiệt, một cầu thủ rất là nhỏ con. Vẫn sẽ có một quả đá phạt cho Phù Đổ Ninh Bình. Trận đấu của chúng ta đã điểm sang phút 70 và Phù Đổ Ninh Bình vẫn đang có được lợi thế dẫn trước. Bạch Ngọc Hà sẽ là người thực hiện quả đá phạt cố định này cho Phù Đổ Ninh Bình. Không có một ai bật cao đánh đầu bên phía Phù Đổ Ninh Bình cả. Nguyễn Đình Bình. Viết Hiếu. Ném biên dành cho đội chủ nhà. Áp lực về phía khung thành của thủ thành Đặng Văn Lâm là không nhiều. Mà dù đây chỉ mới là tỷ số 1-0, chúng ta có cảm giác là nó không có quá nhiều những hy vọng cho câu lạc bộ bóng đá Huế trong việc có thể tìm kiếm được bàn thắng sau màn cách biệt. Liệu đây có phải là thời cơ? Cuối cùng thì trái bóng cũng đã được phá ra. Đó là pha bóng giải nguy của Hải Đức. Thế Hiếu. Cối. Một tình huống bị khựng lại của Hà Phòng Ngự bên phía Phù Đổ Ninh Bình. Và thời cơ đã được tạo ra cho Thanh An. Thì lúc này thì thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn chưa để lọt lưới một bàn thua nào. Rất tốt. Văn Tùng. Vẫn tiếp tục là Văn Tùng. Rất quyết liệt. Vẫn là pha phạm lỗi giữa Bạch Ngọc Hà và Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt là một cầu thủ sinh năm 2005 và anh chỉ sở hữu chiều cao có 1m61 thôi. So với Bạch Ngọc Hà, anh sở hữu chiều cao 1m71. Hoàng Đức. Vẫn là Phù Đổ Ninh Bình. Lê Minh Bình. Pha bóng phản công dành cho đội chủ nhà. Không kịp.
Như vậy là thế hiệu bên phía câu lạc bộ Bóng đá Huế rời sân để nhường chỗ cho Vi Đình Thượng. Cơ hội không vào. Thêm một phen sóng gió nữa về khung thành của thủ môn Đức Bảo. Lần này đó là pha uy hiếp của Văn Vinh. Thành An rất cố gắng, vẫn là Thành An tiếp tục, là Thành An tạt bóng vào, pha bóng hụt rất nguy hiểm, và pha bóng trượt của Bạch Ngọc Hà. Tiếp tục là những tình huống tấn công ở hai biên của các cầu thủ Bóng đá Huế. Viết Hiếu khá nhịp nhàng, nhưng cuối cùng thì cũng không thể tạo ra được bất ngờ. Phản công dành cho Phù Đống Ninh Bình, 3-4. Lê Minh Bình, vẫn tiếp tục là Lê Minh Bình. Như vậy là trọng tài đã xác định đó là lỗi việt vị của Hoàng Đức. Hoàn toàn chính xác. Một tình huống mà Hoàng Đức đã rơi vào vị trí việt vị. Đứng dưới hậu vệ cuối cùng bên phía câu lạc bộ Bóng đá Huế. Trận đấu tại giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng mà là trận đấu đầu tiên của Phù Đổng Ninh Bình ở mùa giải năm nay thì họ cũng chỉ ghi được đúng một bàn trong trận đấu mà họ thắng Catalco Khánh Hòa, và đó là bàn thắng được ghi do công của Nguyễn Hoàng Đức. Còn hai trận đấu trước Long An và Bà Rịa Vũng Tàu thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đều ghi được hai bàn thắng trong các chiến thắng với cùng tỷ số là 2-0. Nguy hiểm quá. Cơ hội. Đây rồi. Vào. Đó là món quà mà Đặng Văn Lâm đã tạo ra cho các vị khách. 1-0. Tuấn Kiệt là người đã đưa trái bóng vào lưới của Phù Đổng Ninh Bình, và nó khiến cho Văn Lâm phải nhận bàn thua đầu tiên ở mùa giải năm nay tại giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2024-25. Một tình huống không có gì, nhưng Văn Lâm đã tự làm khó mình. Văn Lâm đã đỡ một trái bóng văng đi quá xa, và mọi nỗ lực sau đó của thủ thành màn áo số 1 bên phía Phù Đổng Ninh Bình cũng đã không thể giúp cho anh tránh khỏi bàn thua. 1-0. Món quà từ trên trời rơi xuống dành cho câu lạc bộ Bóng đá Huế. Bây giờ vẫn còn khoảng 10 phút cho các nỗ lực tiếp theo của Phù Đổng Ninh Bình trong việc họ giữ lại 3 điểm ở tại sân nhà.
Một quả đá phạt góc dành cho Phù Đồng Tiên Bình. Đánh đầu. Sẽ là một quả phát bóng lên cho thủ thành Đức Bảo. Đó là pha bật cao của Phan Vinh. Sẽ có một quả đá phạt cố định dành cho Phù Đậu Đinh Bình đến đâu. Trận đấu đang rất hấp dẫn trong khoảng gần 10 phút cuối này. Vừa nãy vì lý do tín hiệu mà đã có một vài những sự trục trặc về đường truyền. Kính mong quý vị và các bạn thông cảm. Thì số lúc này đang là một điều. Và đang có một nguy cơ rất lớn là Phù Đậu Đinh Bình sẽ lần đầu tiên bị chia điểm theo một cái cách mà có lẽ họ sẽ không thích một chút xíu nào đâu. Vâng, chúng ta một lần nữa được theo dõi lại bàn thua của Phù Đậu Ninh Bình. Một tình huống rất đáng trách của thủ thành Đặng Văn Lâm. Vẫn là các pha bóng chúng ta được biết đến là Văn Lâm có khả năng chơi chân rất kém ấn tượng. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà đã dẫn tới một bàn thua trực tiếp. Mạnh Ngọc Hà. Hữu Tuấn không được, người ăn cản đó là đội trưởng Viết Hiếu. Chúng ta đã đến với phút 85, còn 5 phút nữa cho khoảng thời lượng thi đấu chính thức. Thời gian là vẫn không đủ để cho Phù Đậu Đinh Bình tiếp tục có được 3 điểm ở sân nhà. Sắp nhập vào cấm, đó là các pha tăng tốc quen thuộc của số 77 Ngọc Lâm. Đình Sủ và Văn Tú được tung vào sân. Hữu Tuấn và Hải Dương là các cầu thủ rời sân. Vào sân là Văn Tú và Đình Sủ. Đình Sủ cũng là một trong những cầu thủ nhỏ tuổi nhất ở trong đội hình của Huế. Anh cùng với Lê Xuân Đăng đều sinh năm 2007. Tức là cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng cũng đang đứng ngồi không yên. Ông đang nhìn liên tục vào cái đồng hồ của mình. Ngọc Lâm sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Rất cố gắng. Thời cơ là vẫn còn. Văn Tú. Tất cả những cầu thủ của Huế đều đã dồn về bên phần sân nhà. Văn Lâm dâng cao. Một quả ném biên dành cho các vị khách.
Đây là các cầu thủ viên đến từ Huế. Họ đang có rất nhiều những cơ hội để rời Ninh Bình Arena với một điểm trong tay. Một trận đấu mà thực sự có lẽ với các cầu thủ viên của câu lạc bộ bóng đá Huế, họ cũng không nghĩ là đội bóng của họ có điểm để rời Ninh Bình Arena. Nhưng bây giờ họ đang rất gần với điều đó. Còn vài phút nữa thôi. Và để biên của Bạch Ngọc Hà, Đỗ Thanh Thịnh treo vào. Tiếp tục là một tình huống mà các cầu thủ viên phải thoát tim với pha xử lý của Văn Lâm. Không thể tới được vị trí của Phan Vinh. Viết Hiếu. Ngọc Lâm qua người rất khéo léo. Đỗ Thanh Thịnh giơ cao. Quả tạt của Đỗ Thanh Thịnh. Phan Vinh. Đây là cơ hội. Quá đông những cầu thủ bóng đá Huế. Chỉ là một quả đá phạt góc mà thôi. Lúc này thì Huế đang dùng toàn lực với những quân số mà họ đang có vào thời điểm này để cố gắng bảo toàn kết quả một đều. Đã đâu! Nguyễn Hoàng Đức đã ghi một bàn thắng cực kỳ quan trọng để giải tỏa rất nhiều những sức ép cho Phù Đổng Ninh Bình. Bàn thắng được ghi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu này. Vâng, việc gì khó đã có Hoàng Đức. Bàn thắng thứ hai của Hoàng Đức ở mùa giải năm nay, chúng ta cùng theo dõi lại. Và đá phạt vào góc gần. Một pha ghi bàn rất dễ dàng của Hoàng Đức khi mọi nỗ lực ở góc gần đã được đồng đội hoàn thiện. Và trái bóng được lái về phía cột 2 sau nỗ lực cứu thua của thủ thành Đức Bảo. Phẩm chất ngôi sao là đây, lên tiếng đúng lúc và niềm vui nó đã quay trở lại với các cổ động viên tại Ninh Bình Arena. Chắc chắn bàn thắng này cũng sẽ không chỉ giúp cho Phù Đổng Ninh Bình có được 3 điểm mà nó còn giúp cho người đồng đội Văn Lâm giải tỏa được nhiều sức ép. 3 phút đá bù giờ cho hiệp đấu thứ hai. Không thể chuyền về, cần phải phá bóng lên. Có lẽ đó là những suy nghĩ mà các cầu thủ ngàn phòng ngự vào thời điểm này của Phù Đổng Ninh Bình đang có. Cối ném biên dành cho đội chủ nhà. Một cầu thủ của Phù Đổng Ninh Bình đã bị căng cơ. Đó là Đức Cường.
Phù Đổng Ninh Bình có lẽ cũng sẽ có được 3 điểm ở tại Ninh Bình Arena. Tuy nhiên đây là một trận đấu mà có lẽ để lại cho họ khá nhiều những cảm giác bất an. Cuối cùng thì lưới của Đặng Văn Lâm cũng đã bị rung lên. Tuấn Kiệt là người đã làm được điều đó. Tuy nhiên chính Lâm cũng đã mắc lỗi trực tiếp. Những ánh đèn flash rất lung linh và rất đẹp. Đây đã là phút đá bù giờ cuối cùng rồi. Phút đá bù giờ thứ 3 và bây giờ sang thứ 4. Một quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Bóng đá Huế. Thẻ vàng dành cho số 26 Hải Đức. Đức Cường rời sân, đó là sự thay đổi người cuối cùng mà huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tạo ra. Vào sân đó chính là cầu thủ mã số 93 là hậu vệ Nguyễn Thanh Lộc. Liệu rằng có một kịch bản điên rồ nào xuất hiện ở trong vị trí này hay không? Ở trong khoảnh khắc này hay không? Người đang đứng trước bóng đó là cầu thủ 17 tuổi Xuân Đăng. Xuân Đăng không thể gây ra khó khăn cho Văn Lâm. Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và dù trải qua những cảm xúc bất an với những sai sót của Văn Lâm, nhưng cuối cùng sự tỏa sáng trước đó của Quốc Việt và đặc biệt là bàn thắng ở phút thi đấu thứ 90 của ngôi sao Hoàng Đức đã giúp cho Phù Đổng Ninh Bình giữ được 3 điểm ở tại sân nhà của mình là Ninh Bình Arena. Bàn thắng duy nhất của Huế được ghi do công của Tuấn Kiệt. Hoàng Đức và những người đồng đội của mình vẫn đang tiếp tục duy trì mặt trận toàn thắng với 12 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên họ đã đẩy lọt lưới bàn đầu tiên ở mùa giải năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa Phù Đổng Ninh Bình và câu lạc bộ Bóng đá Huế của FPT Play cũng xin được phép khép lại ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các buổi bình luận tiếp theo.